Đức Hiền xin chào mừng quý vị đã trở lại kênh Đồ Gỗ Đức Hiền gạch chéo ở cái Đồ Gỗ Đức Hiền youtube.com gạch chéo Đồ Gỗ Đức Hiền. Ngày hôm nay là 29 tháng 6 năm 2016 và clip này chúng tôi đang quay một bức tranh bát mã tắm suối theo yêu cầu của khách hàng ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Thì anh đã đặt tiền tôi ngày hôm qua, anh quyết định lấy một bức, nhưng mà do là hiện nay ở tại đơn vị, tại cửa hàng là đang có hai bức, thì lúc nãy tôi đã quay phương án 1 rồi, còn đây chính là phương án 2. Thì phương án 1 là cái sắc của nó là sắc tái, còn đây phương án 2 là sắc nó hơi hồng lên, mà cũng đều nguyên vân gỗ cả, cũng vẫn là ngay tay thợ nghệ nhân đục lên những cái con ngựa sống động tuyệt đối như thế này. Bây giờ chỉ còn lại là khách hàng chọn phương án 1 là sắc tái và phương án 2 là sắc hơi hồng. Thì quý vị chọn phương án nào là để tôi chọn phương án đó. Của Đồ Gỗ Đức Hiền thì ngoài cái việc là sản xuất ra những cái sản phẩm rất là đảm bảo tính chất kỹ mỹ thuật, nhưng mà trong cái phần về giao dịch ấy, thì cũng rất là chiều khách. Những lúc mà chúng tôi có nhiều sản phẩm mà nhất là khách bận rộn, nhiều bác bận không đến được, thì chúng tôi đều đưa ra mấy phương án để cho các bác lựa chọn cho nó thoải mái. Bởi vì đối với chúng tôi thì bán sản phẩm nào cũng được, ai đến trước thì lấy trước, và cái sản phẩm nào đến duyên ai thì vào người đấy được. Thậm chí có những trường hợp có bác đến trước nhưng mà lại thì chọn vào những cái tấm chưa chắc đã đẹp bằng bác đến sau, cái chuyện đấy cũng chưa biết được. Và đây là quyền của khách hàng, chứ còn chúng tôi cũng không đưa ra đề xuất gì. Chúng tôi chỉ sẵn sàng là đưa ra nhiều phương án và quyền quyết định thuộc về khách hàng. Thì vừa rồi chúng tôi vừa quay xong bức tranh bát mã tắm suối theo đề nghị, theo yêu cầu của khách hàng ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Và ngày hôm qua là 28 tháng 6 năm 16 thì anh đã chuyển tiền đặt cọc bức tranh này và một đôi lộc bình gỗ xà cừ 1m6. Và bây giờ tôi đã đưa ra hai phương án, xin nhắc lại là đây là phương án 2, tức là có sắc hồng. Còn lúc nãy tôi đã quay phương án 1 là sắc tái. Hai phương án đều nổi các cái vân gỗ rất là đẹp đây. Nó gọi là bát mã tắm suối thì trông dưới này như những cái dòng sông, dòng suối luôn. Và chúng tôi cam kết là đây là đục bằng tay và đục hoàn toàn là liền tấm, chứ không phải là dán các cái con ngựa này vào. Mặc dù con ngựa kênh bong và nhô đầu co chân rất là khiếp. Chúng tôi đang gãi. Và kích thước của hai tấm đều giống nhau là cao 87 và dài 197 cm. Và cái bức lúc nãy là quay ở tầng 1 khu B, còn bức này đang quay tại tầng 2 khu A. Quý khách cứ nhắc đến cái chỗ này, cái vị trí là tôi biết. Đây, cho đến thời điểm này là ở khu A mới có khắc tên Đồ Gỗ Đức Hiền, còn khu B là chưa có chữ gì hết. Đức Hiền xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip sau.